Đang ung dung trên đường, thanh niên được ba thiếu nữ lao đến làm quen và cái kết nhớ đời. Hôm nay ngày 28 tháng 10, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip với dòng caption: nam thanh niên đi bộ trên đường, bất ngờ bị ba thiếu nữ ụm trúng đẩy đi một đoạn. Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống gặp nạn của nam thanh niên khiến dân mạng dở khóc dở cười. Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đang đi bộ sát lề đường thì bất ngờ bị ba thiếu nữ đi trên cùng một xe máy ụm trúng. Tình huống đang yên đang lành lại gặp nạn trên trời rơi xuống của nam thanh niên khiến dân mạng vừa cảm thông vừa thấy buồn cười. Rất may cả bốn người chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ nam thanh niên khá bất ngờ trước màn làm quen đầy đau đớn của ba thiếu nữ, cũng may không gặp chấn thương nghiêm trọng nào sau vụ việc. Bên cạnh đó, hành vi chở ba trên xe máy lại không đội mũ bảo hiểm của ba thiếu nữ cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích của dân mạng. Đúng là gặp họa thì cỡ nào cũng dính phải không mọi người, xui ghê. Chàng trai chia sẻ sau khi xem lại clip cũng lắc đầu ngao ngán, tống ba chạy không vững mà còn ra đường lớn. May mà lũi vô anh còn đỡ, chứ lũi vào ô tô thì nguy hiểm biết bao. Anh chàng cũng nhận cái kết hơi thốn, phải dùng từ là cái kết nhớ cả cuộc đời. Một số dân mạng để lại bình luận sau khi xem xong clip 30 giây nhớ đời: đến tôi cũng phải lạy, ba cô gái này trẻ trâu quá rồi. Thanh niên con trai tống ba không đáng trách bằng các cô nương này, quậy quá quậy. Thanh niên được gái hỏi thăm thì còn gì bằng, mà cách chào hỏi này hơi đau và thốn tận rốn nha. Này chắc cũng chung xóm đây, hàng xóm chào hỏi thân mật đây mà. Cứ bà theo clip thấy có xe tải chạy qua chạy lại mà ẩu tả kiểu này thì rất nguy hiểm nha. Còn bạn thấy sao về thanh niên được ba thiếu nữ lao đến làm quen và cái kết nhớ đời này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.